Đây ngõ này nha cả nhà. Giờ mình đứng từ xa mình thấy này nha. Mình lại coi phà coi có mặt không. Cắt cho cả nhà coi nha. Nó thấy không cả nhà? Giờ mình phà có mặt nha. Mặt tôm nha cả nhà, em cắt xuống cho cả nhà coi nha, cắt xuống này nha cả nhà, mặt tôm clip luôn nha cả nhà, em vuốt cho cả nhà coi nha, mới cắn mày châm lại ngon lắm nha cả nhà, ổ đầu tiên nha cả nhà. Đây ngấu nữa nha cả nhà. Phà tôi có mặt quay cho cả nhà coi nha. Thấy nha. Thấy cả nhà. Mặt cũng được rồi nha cả nhà. Cắt đem ra cho cả nhà coi nha. Nửa tiếng đồng hồ nãy giờ mới gặp được ổ thứ hai nha cả nhà. Cắt xuống nha cả nhà. Và cũng được đây nha cả nhà. Cái ngõ rồi nha cả nhà. Giờ mình phà thử coi có mặt không nha cả nhà. Đứng. Ừ, mặt tô clip luôn nha cả nhà. Dạ ông không nha. Đừng cát quá. Mặt khủng luôn nha cả nhà. Phát hiện hai ổ ong này nha cả nhà. Đây ổ ong vàng ngợi nha. Còn đây ổ ong ruồi nha. Giờ mình phà vô mình cắt tôi có mặt nha cả nhà. Hai ổ khó cắt dở. Hai ổ rồi đỡ. Mà còn có được 60% nha cả nhà. Ít rồi nha cả nhà. Để mình vũ xuống cho cả nhà coi nha. Này nha cả nhà.
Nên cắt ra cho cả nhà coi nha. Cắt ra nha cả nhà. Mặt nước dít luôn nha cả nhà. Phải vú cho cả nhà coi nha. Mình gặp nữa mình quay cho cả nhà coi nha. Tiền ổ mới đóng nữa nha cả nhà. Đây ổ nữa nha cả nhà. Hai ổ sát bên luôn nha cả nhà. Ừ cục mất kìa. Quá bự luôn. Cầm ổ này luôn anh Tư. Cục ngỗ nữa nha cả nhà. Tư đang cắt này nha. Mặt nút chít luôn nha cả nhà. Ừ đó ơi mặt cả bộ mặt cả. Quá đã luôn. Hai ổ kế bên luôn nha cả nhà. Tư đang cắt tiếp rồi nha. Ăn ông cũng sốt nữa hả? Ừ bộ mặt à. Nhỏ nhưng có vỏ nha cả nhà. Ừ. Mặt tô dâu riếp luôn nha. Ừ rồi. Ừ rồi. Bữa nay trúng nữa nha cả nhà. Rồi rắp. Đi chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà được thành quả được nhiêu đây nha cả nhà. Giờ mình đi tiếp nha, hãy có mình quay cho cả nhà coi nha. Đi chạy xe qua đường thấy phát hiện ổ nha cả nhà, đang bay vũ cánh nha. Giờ để anh Tư cắt ra cho cả nhà coi nha. Một sĩ hả anh Tư? Ừ được. Ừ ổ không à. Bởi anh Tư. Lâu lắm rồi mới gặp được ổ sĩ á. Cây nặng cắt quá nha cả nhà. Kéo lục hả? Tưởng nó cây nặng cắt chứ. Dịch bỏ kéo lâu quá. Dịch bữa giờ không đi bỏ kéo lâu quá nó bị lục nha cả nhà. Quay hơi lâu nha cả nhà. Hừ đất ơi bộ mặt à. Quá đã luôn. Rồi hỏi có nữa quay cho cả nhà coi nha. Gặp ổ nữa nha cả nhà. Sát bên luôn nha cả nhà. Hai ổ sát bên nha. Hả? Ông mặt hả? Chắc là ông khô quá. Ông khô. Khô, khô, mặt nó nhé. Về tới nhà nha cả nhà. Mặc nha cả nhà. Hay giỏi nha mà cả nhà.